Điều gian vừa rồi thì có một số cô chú anh chị có hỏi mình về cái sung khô thì hiện tại bên mình đã có nhiều cái sung khô về bán thì một kg sung khô như thế này thì bên mình sẽ bán là 150 000 ngàn đồng cho một túi một cân. Đối với quả sung khô thì sẽ có khoảng tầm 5 cái tác dụng chính. Thứ nhất là tăng cường cái hệ tiêu hóa những người mà bị tiêu táo bón ấy, thì chúng ta sử dụng cái sung khô này đun nước uống rất là tốt. Và thứ hai nữa là giàu chất chống oxy hóa mà giàu cái oxy hóa để bảo vệ các tế bào và các mô. Thứ ba nữa là giúp kiểm soát huyết áp và thứ tư là giảm nguy, nguy cơ lãng xương và thứ năm nữa dành cho các chị em là giảm cân. Kể cả các anh em cái số cân nặng của chúng ta cao thì chúng ta sử dụng cái quả sung khô để đun nước uống cũng rất là ok. với cái cách sử dụng của cái quả sung khô này thì chủ yếu về chúng ta sẽ đun nước uống chúng ta không ngâm tiểu nha. Đun nước uống và mỗi một lần chúng ta sắc thì chúng ta sẽ sắc khoảng tầm 20 g tới 30 g cho khoảng tầm 1 lít nước uống cái Thời gian uống thì chúng ta sẽ uống sau bữa ăn khoảng tầm 10 phút Và khi mà cái quả sung khô này về chúng ta bảo quản thì chúng ta cứ để bình thường thôi Cho vào cái hộp đậy kín lại sau đó thì bảo quản bình thường Tại vì bên mình đã phơi rất là khô rồi Thì mọi người biết là cái quả sung khô này ở bên trong nó có rất là nhiều các cái hoa ở bên trong Thì cái quả sung ấy hay quả vả đấy thì cái hoa nó lại mọc ở bên trong quả thì bên trong nó, mọi người sẽ thấy là cái nó có cái tròn 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 đấy chính là cái hoa của nó sẽ nở bên trong về sau thì khi mà mình thái ra mình phơi như thế này những cái hoa nhỏ niti đó nó sẽ sẽ dần dần nó khi mà phơi nó dễ dụng ra thì mọi người có thể thấy những cái lấm tấm nhỏ này thì nó chính là cái hoa của nó khi mà mọi người nhận đấy thì sẽ thấy nó cái nấm tấm nó rơi ra rất là nhiều thì cái đấy nó không phải là bụi mà nó chính là cái hoa của sung nhé. giá thành hiện tại bây giờ là 150.000 một đồng một cân sung khô như thế này thì cô chú anh chị có thể đặt hàng theo số điện thoại mình để trên màn hình